Nếu Tết này chàng đưa bạn về ra mắt gia đình và bạn chưa biết làm sao để tạo ấn tượng tốt với gia đình người yêu. Nhiều cô gái trẻ giờ mà nói bông thiên lý cái ngồi ngơ ngơ và không biết cái bông thiên lý là sao. Con biết bông thiên lý là bông chùm chùm màu xanh, con sẽ làm rõ cho bác dùng thử. Nó đi bển là để cho ở đây con nói chuyện với bác thoải mái hơn. Không biết thoải mái hơn nhưng mà con đang căng hơn. Thì hãy tham khảo kinh nghiệm của diễn viên Kha Ly, Thanh Duy, MC Vân Úc và tiến sĩ tâm lý Linh Trang. Rửa chén nó cũng là một cái lý do để cho em đỡ hồi hộp, đỡ phải suy nghĩ mình phải làm gì, mình phải làm gì, mình có cái công việc rửa chén rồi. Mình không biết là mình có làm hài lòng hết tất cả mọi người hay không. Thôi thì cứ thật thà, thẳng thắn. Muốn xây dựng một cái mối quan hệ nghiêm túc, cả hai đều phải có sự chuẩn bị khi mà dẫn người kia về với gia đình mình. Đầu năm thì người ta dễ chín bỏ làm 10, ai cũng vui vẻ. Cũng là một cái điều kiện để hiện hữu một cách đẹp nhất. Cái điểm cộng nó sẽ dễ có hơn. Chương trình Quyền Năng Vái Đẹp chủ đề ra mắt ngày Tết phát sóng vào lúc 19:15 ngày 16 tháng 2 năm 2018 nhằm ngày mùng 1 Tết Mậu Tuất trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Quý khán giả có thể xem đầy đủ chương trình qua ứng dụng THVLI tại địa chỉ www.thvli.vn hoặc tại ứng dụng THVLI trên Google Play hoặc App Store.